Không chỉ như vậy, có thể cô ta còn câu kết cùng Thú Vương. Thú Vương Thành là thành thị phồn hoa nhất của Thú Thế, cũng là thế lực lớn mạnh nhất. Trong đó không chỉ có vô số cao thủ, mà còn có tứ đại thú vương, mà nghe nói là thừa kế huyết mạch thần thú trấn thủ, bây giờ lại thêm cả chiến sĩ đồ đằng giấu kín nữa. Ôi, bỗng nhiên áp lực lớn quá. Doãn Trúc, đừng lo lắng, còn có ta đây. Cho dù là có khó khăn gì, ta cũng sẽ cùng nàng gánh vác. Lôi Hách. Không sai, thật ra bây giờ chúng ta có sự tương trợ của bán thú nhân. Thêm cả tộc nhân cũng có thể trở thành chiến sĩ đồ đằng. Cho dù thực lực đối đầu với Thú Vương Thành thì cũng có sức chiến đấu. Hơn nữa, Thú Vương Thành xa tận đồng bằng, muốn biết tin tức của Đại Trạch bên này cũng không dễ dàng. Vậy thì chúng ta sẽ có đủ thời gian để lớn mạnh hơn. Thấy các ngươi như vậy, ta cũng an tâm. Lan Xương tỷ tỷ, cơ thể tỷ, sao lại như vậy? Bối Nạp thiếu gia, thật ra ta đã sớm không còn rồi. Chỉ là vì không cam tâm mà ở lại thế gian này. Ta đã ở đây đợi hơn 5.000 năm rồi. Cuối cùng cũng nhìn thấy ngài trở lại. Hu hu, Lan Xương tỷ tỷ. Còn thấy ngài có người thừa kế thông minh lanh trí như vậy và người bảo vệ quyết không thay lòng của cô ấy. Thầy tế, ngươi... Chuyện của thành Hắc Ám ta đã sớm sắp xếp xong xuôi rồi. Bọn chúng sẽ trung thành đi theo Doãn Trúc. Các ngươi nhất định có thể hoàn thành di nguyện của thú thần. Đừng buồn vì ta. Ta rất vui có thể trở về với thú thần. Lan Xương tỷ tỷ. Lan Xương tỷ tỷ, tỷ đừng đi mà. Bối Nạp, đừng khóc nữa. Thầy tế sẽ không muốn thấy dáng vẻ đau thương của ngươi đâu. Ừ, ta sẽ kiên cường. Ta nhất định sẽ không để sư phụ, Lan Xương tỷ tỷ bọn họ thất vọng. Thành Hắc Ám tốt nhất đừng có thể thay đổi gì lớn quá. Nếu không thì Thú Vương Thành phát hiện bán thú nhân quy phục, khó mà đảm bảo Thanh Linh sẽ không nghi ngờ. Có người. Ai? Mạc Lý Sâm, tộc trưởng bảo vệ thầy tế truyền đời. Mạc Lý Sâm, thầy tế giao phó ngươi đợi ở đây à? Người của thầy tế, hắn nhìn gì vậy? Ánh mắt hung dữ quá. Chờ đã, trước đó thầy tế cùng bọn ta đi vào, bây giờ chỉ còn đống di vật này mang ra. Lẽ nào hắn hiểu lầm? À thì, ngươi nghe bọn ta giải thích. Thầy tế y... Thầy tế đã đi rồi. Phải không? Đúng vậy. Thầy tế nói sứ mệnh của bà ấy đã hoàn thành rồi. Bà ấy ra đi rất thanh thản. Mạc Lý Sâm bái kiến chủ nhân. Chuyện này rốt cuộc là sao? Trước đây đại tế ti đã từng căn dặn ngài là người thừa kế của thú thần, cũng chính là chủ nhân mà chúng ta phải trung thành. Chúng ta nguyện đi theo người, rửa sạch nỗi nhục tổ tiên phản bội, lấy lại vinh dự của bản thân. Hóa ra là vậy, nhưng bọn họ nhầm rồi. Người mà đáng nhẽ bọn họ phải trung thành là Bối Nạp ngươi mới đúng chứ. Chuyện của thành Hắc Ám ta đã sớm sắp xếp xong xuôi rồi. Bọn chúng sẽ trung thành đi theo Doãn Trúc. Không nhầm đâu, ta chỉ là một linh hồn không làm được gì. Còn cô là người kế thừa mà ta đã chọn. Bọn họ nghe theo cô là đúng rồi. Ngươi đứng lên đi, sau này đừng có quỳ, ta không thích. Còn nữa, đừng gọi ta là chủ nhân. Gọi Doãn Trúc là được rồi. Rõ, chủ nhân. Phải rồi, thầy tế đã giao phó gì cho ngươi vậy?
Phải rồi, thầy tế còn giao phó. Để người và thành chủ lôi hách tổ chức nghi thức kết lữ. Cái gì?